Chào mừng các bạn đã đến với bản tin S-News ngày hôm nay và hãy cùng với mình cập nhật tin tức có trong ngày hôm nay ngày 23 tháng Chạp. Vào ngày hôm nay, ngày ông Công ông Táo đã có rất nhiều người dân mang cá chép cho hương một vàng mã ra sông để thả. Và tại đây thì đã có rất nhiều nhóm người tình nguyện viên có mặt để giúp người dân thu gom rác thải. Đáng chú ý trong số đó có cả những nhóm người tình nguyện viên là người ngoại quốc. Ngày hôm nay 23 tháng Chạp, tức ngày ông Công ông Táo về trời, đã có rất nhiều người dân có mặt ở bến thuyền dưới chân cầu Trương Dương để thả cá chép, cho hương và vàng mã. Mặc dù đã có biển báo ghi rằng thả cá chứ đừng thả túi ni lông, nhưng có vẻ như vẫn không có hiệu lực với một bộ phận người thiếu ý thức. Chính vì vậy đã có rất nhiều nhóm tình nguyện viên có mặt tại đây để giúp người dân xử lý rác thải. Đáng chú ý trong đó có cả nhóm tình nguyện viên là người nước ngoài. Anh Ben Barron đến từ New York, Mỹ cùng với nhóm người gồm nhiều người nước ngoài đang sống ở Hà Nội đã có mặt để bắt đầu công việc tình nguyện thu gom rác để giúp cải thiện môi trường. Anh cho biết rằng vì lượng người đi thả cá rất đông nên những rác thải tồn đọng lại là rất nhiều. Chính vì vậy anh cùng những người bạn của mình đã gom rác vào các bao tải khá vất vả. Anh cũng chia sẻ thêm rằng, anh biết rằng ngày ông Công ông Táo là một ngày truyền thống của Việt Nam, là một văn hóa đẹp cần gìn giữ, nhưng nếu như mọi người hạn chế sử dụng túi ni lông thì sẽ tốt cho môi trường hơn. Ngay lập tức thì hành động của anh Ben và nhóm tình nguyện viên đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Rất nhiều người đã dành cho nhóm tình nguyện viên này những lời khen và sự ngưỡng mộ. Ghi nhận được một vài bình luận như sau: quả là người tốt, người Việt Nam thật sự cảm ơn những người như anh. Trời ạ, đúng là nhiều người ý thức vẫn còn rất kém. Biển đã ghi lù lù ra như vậy rồi là đừng xả rác, đừng vứt túi ni lông, vậy mà vẫn không ăn thua, nước đổ đầu vịt thôi. Hôm nay mình cũng đi thả cá, gặp nhóm tình nguyện viên này, các bạn còn hướng dẫn nhắc nhở vứt rác và bao tải cho các bạn ấy rất tận tình. Thật sự cảm ơn các bạn lắm luôn. Đây quả thật là một hành động rất đẹp và ý nghĩa của nhóm người tình nguyện viên, phải không các bạn? Các bạn nghĩ sao thì hãy để lại comment bên dưới cho mình biết. Ngoài ra thì cũng đừng quên subscribe cho S-News.